Cả làng truyền tay nhau cách ăn dưa chuột diệt sạch ung thư, tốt hơn nhân sâm, thọ trên 100 tuổi. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, dưa leo hay dân gian còn gọi là dưa chuột là một loại quả được rất nhiều người yêu thích, nhất là những cô bác đang trong quá trình giảm cân. Lý do là bởi dưa chuột có lượng calo thấp nhưng lại sở hữu nhiều dưỡng chất vô cùng quan trọng với cơ thể. Ngoài hàm lượng nước cao thì loại rau ăn quả này còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất như vitamin C, K, magie, kali, mangan. Do vậy, cô bác hoàn toàn yên tâm khi bổ sung chất dinh dưỡng thông qua việc dùng dưa leo mỗi ngày đấy ạ. Mặc dù biết dưa chuột tốt như thế, nhưng cô bác đã bao giờ nghe đến công dụng diệt ung thư của loại quả này bao giờ chưa ạ? Khá là bất ngờ đúng không nào? Vậy thực hư, công dụng trị ung thư của dưa chuột như thế nào? Cô bác hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Công dụng đầu tiên của dưa chuột đó là điều trị ung thư. Cô bác chẳng cũng biết là dưa chuột là loại quả chứa nhiều nước đúng không nào? Gần 96% thành phần của dưa chuột là nước. Hàm lượng nước cao trong dưa chuột khiến nó trở thành một loại rau lý tưởng. Mặc dù dưa chuột chứa ít vitamin và khoáng chất hơn hầu hết các loại trái cây và rau củ khác, nhưng chúng lại chứa nhiều thành phần rất tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu gần đây cho thấy dưa chuột và lá của cây này có khả năng tiêu diệt và ngăn cản sự phát triển của các tế bào ung thư. Nghe thì có thể sẽ khiến cho cô bác bất ngờ và cũng có phần hoài nghi nữa. Thế nhưng điều này đã được nhiều chuyên gia nghiên cứu và đưa ra kết luận đấy cô bác ạ. Dưa chuột có một chất tên là chất cucurbitacin, là yếu tố chính trong dưa chuột có tác dụng điều trị ung thư và tiểu đường. Ngoài ra, dưa chuột giàu bộ 3 ligan đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư. Pinoresinoid, một trong những loại ligan, được chứng minh có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư máu. Ngoài ra, dưa chuột giàu kali, vitamin K và vitamin C tốt cho sức khỏe. Thế nên, cô bác muốn kiểm soát ung thư và cả căn bệnh tiểu đường thì đừng bỏ qua loại quả này nhé. Công dụng thứ hai đó là giúp giải độc. Dưa chuột không những là nguyên liệu góp phần giúp bữa cơm gia đình trở nên đầy đủ, trọn vị hơn, mà còn có thể dùng làm thành loại thức uống mát lành với khả năng thanh lọc cơ thể hiệu quả. Đã từng có thời gian uống nước ép, ăn dưa chuột đã trở thành trào lưu được các chị em trên khắp các trang mạng xã hội thực hiện. Theo các chuyên gia, dưa chuột có chứa các chất chống oxy hóa, đóng vai trò chống lại các gốc tự do và có thể loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nhất là nếu ép lấy nước thì công dụng giải độc lại càng được phát huy cao hơn đấy ạ. Cô bác hoàn toàn có thể tự tay chế biến và nhâm nhi thức uống này ngay chính trong gian bếp của mình mỗi ngày. Bật mí là một số công thức làm nước thải độc từ dưa chuột kết hợp cùng với chanh, bạc hà hay dứa vừa có tác dụng giải độc cơ thể, lại bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất thúc đẩy quá trình trao đổi chất nữa đấy ạ. Lượng nước dồi dào đến từ dưa chuột không những làm sạch niệu đạo, giúp thận bài trừ độc tố trong ống tiểu mà còn tạo cảm giác no, khiến cô bác không ăn được nhiều. Có thể nói, đây quả là thức uống không thể thiếu cho những cô bác nào đang muốn thải độc, giảm cân nữa đấy ạ. Công dụng thứ ba đó là ngăn ngừa táo bón. Có cô bác nào ở đây đang gặp vấn đề tiêu hóa, đặc biệt là khó tiêu, táo bón không nhỉ? Cảm giác đó quả thực là không hề dễ chịu chút nào đúng không cô bác? Ngoài việc uống đủ nước, bổ sung thêm nhiều loại rau xanh, thì cô bác có thể bổ sung thêm cả dưa chuột vào thực đơn của mình nữa nhé. Khi cô bác ăn dưa chuột mỗi ngày sẽ giúp cung cấp nhiều chất xơ hỗ trợ cử động ruột hiệu quả. Đặc biệt, pectin là một loại chất xơ hòa tan có trong dưa chuột giúp làm tăng tần số chuyển động của đại tràng. Do đó, ăn dưa chuột có thể tăng cường lợi khuẩn và cải thiện hệ tiêu hóa của cô bác một cách rõ rệt nữa đấy ạ. Tình trạng mất nước cũng là một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh táo bón, làm cho việc đi đại tiện trở nên khó khăn. Nhờ cung cấp lượng nước lớn nên dưa leo cũng giúp thức ăn tiêu hóa dễ dàng và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Công dụng thứ tư đó là giúp giảm cân một cách hiệu quả. Nếu cô bác đã băn khoăn không biết nên ăn loại thực phẩm nào để vừa đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể mà lại còn có thể giúp cô bác giảm cân giữ dáng nữa thì đừng bỏ qua dưa chuột nhé. Dưa chuột chứa nhiều nước và ít calo, thường được ăn kèm với các món ăn khác nhằm giúp cô bác nhanh no nhưng lại không phải hấp thụ quá nhiều chất béo dễ gây tăng cân. Một chén vừa cũng chỉ hấp thụ khoảng 13 calo thôi, nhưng lại có nhiều nước và chất xơ. Chính những thành phần này khiến cô bác có cảm giác no nhanh hơn khi ăn món này.
Do đó, cô bác có thể ăn nhiều dưa chuột mà không cần lo ngại về vấn đề cân nặng. Không chỉ vậy, dưa chuột còn là một nguyên liệu thường có trong món salad làm tăng thêm hương vị. Cô bác có thể ăn món ăn này thay cho những thức ăn chứa nhiều calo khác của bác nhé. Công dụng thứ 5, đó là tốt cho tim mạch. Có cô bác nào ở đây đang gặp vấn đề về tim mạch hay huyết áp không ạ? Nếu có thì Sống Khỏe Mỗi Ngày gợi ý với cô bác là nên ăn dưa chuột thôi nhé. Dưa chuột có thể điều hòa huyết áp và lượng cholesterol trong máu nên được đánh giá là một loại thực phẩm rất tốt cho tim mạch. Trong dưa chuột có chứa kali, magie và cả chất xơ, chính là ba nhân tố giúp cô bác điều hòa huyết áp. Ngoài ra, dưa chuột còn có nhiều nước cùng steroid có tác dụng giúp bảo vệ động mạch khỏi quá trình oxy hóa, đồng thời giảm mức cholesterol trong máu. Nếu cô bác có vấn đề về huyết áp, hãy thử uống một ly nước ép dưa leo mỗi ngày. Người huyết áp thấp có thể cho thêm đường, muối và nước ép dưa leo. Đối với người bị cao huyết áp, cô bác nên uống nguyên chất để giúp huyết áp dần ổn định hơn. Công dụng thứ 6, đó là giúp giảm căng thẳng. Trong thời gian làm việc mệt mỏi và căng thẳng, cô bác có thể cho quả dưa chuột vào thực đơn hàng ngày với các món như salad, gỏi hay nước detox. Đây là một loại trái cây rẻ tiền nhưng lại rất tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Dưa leo có thể giúp chúng xua tan cảm giác mệt mỏi, uể oải để lấy đi năng lượng sau một ngày dài vất vả. Dưa chuột rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin B complex phức hợp bao gồm vitamin B1, vitamin B5 và vitamin B7. Những loại vitamin này cực kỳ hiệu quả trong việc thư giãn hệ thần kinh và giúp giảm bớt tác động của stress hay rối loạn lo âu. Mặc dù là loại quả tốt cho sức khỏe, thế nhưng khi thưởng thức dưa chuột cũng có một số điều cô bác cần lưu ý. Cụ thể đó là, trong dưa chuột có chất độc, đó là vị đắng. Các nghiên cứu đã chứng minh các độc tố có trong dưa chuột là những yếu tố kích hoạt vị đắng trong dưa chuột. Những độc tố này rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu ăn nhiều. Do đó cô bác cần chú ý không nên ăn quá nhiều loại quả này một lúc của bác nhé. Và nếu thấy dưa chuột có vị đắng thì tốt nhất cô bác hãy bỏ ngay, kẻo không muốn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình. Nếu ăn nhiều dưa chuột hàng ngày, cô bác còn có thể đối mặt với nguy cơ mất nước và điện chất điện giải từ cơ thể. Lâu dần sẽ gây nên sự mất cân bằng. Nguyên nhân là vì dưa chuột có tính lạnh, nếu ăn nhiều sẽ đi tiểu nhiều, thậm chí người thận yếu có thể hay bị vãi tiểu và nguy cơ liệt xương. Ngoài ra, do có hàm lượng kali cao nên khi ăn nhiều dưa chuột có thể khiến cho cô bác gặp phải tình trạng đau bụng và đầy hơi. Thậm chí, nếu cơ thể chứa quá nhiều kali thì sẽ khiến cho thận bị giảm chức năng hoạt động đáng kể. Lượng nước trong cơ thể nhiều do ăn dưa leo với số lượng lớn sẽ vô tình gây ra sức ép lên các mạch máu và tim. Nếu vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này, còn làm cho cơ thể bị mất cân bằng điện giải, gây ra hiện tượng khó thở và nhức đầu. Vậy mỗi ngày nên ăn bao nhiêu dưa chuột là hợp lý? Theo các chuyên gia, trung bình mỗi ngày, cô bác nên ăn tối đa 400g dưa chuột để đảm bảo cơ thể không bị đầy hơi, khó tiêu và ngộ độc. Cô bác thân mến, ung thư là một căn bệnh nan y. Mặc dù công nghệ y tế hiện tại đã có những tiến bộ vượt bậc so với trước đây, nhưng việc điều trị ung thư vẫn đang là vấn đề khiến các bác sĩ bất lực. Do đó, việc phòng ngừa ung thư là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, phòng ngừa ung thư thông qua việc ăn uống cũng là một cách vô cùng hiệu quả. Các chuyên gia y tế cho rằng vỏ của 5 loại thực phẩm phổ biến trong cuộc sống đời thường bị mọi người vứt bỏ, nhưng thực chất chúng có thể phòng ngừa ung thư. Đó là những loại quả nào? Hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tiếp tục tìm hiểu nhé! Đầu tiên, đó là vỏ nho. Thông thường khi ăn nho, đa số cô bác đều sẽ bỏ đi phần vỏ bên ngoài vì nghĩ chúng chẳng có tác dụng gì, đúng không ạ? Nho đã là một loại thực phẩm phổ biến đối với tất cả chúng ta. Nhưng điều cô bác không biết rằng, quả nho từ ngoài vào trong đều có tác dụng rất lớn. Vỏ nho là một trợ thủ đắc lực giúp làm đẹp, đồng thời còn có tác dụng làm giảm quá trình lão hóa. Nói đến vỏ nho, một loại được gọi là Resveratrol. Đây là sản phẩm chống ung thư vô cùng tốt, đặc biệt là có nhiều gia đình sử dụng vỏ nho như một sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thế nên từ bây giờ, cô bác đừng bỏ đi phần vỏ này nữa nhé, cả phần hạt. Chỉ cần cô bác đảm bảo rửa thật sạch là có thể yên tâm sử dụng rồi. Thứ hai, đó là vỏ của củ cải trắng. Tin chắc rằng hầu hết mọi người đều đã ăn qua củ cải trắng. Nhưng hầu hết, Sống Khỏe Mỗi Ngày thấy cô bác lại nghĩ rằng vỏ củ cải trắng tương đối nóng nên không sử dụng và thường vứt bỏ. Tuy nhiên, củ cải trắng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng,
trong đó có chứa vitamin B và kali. Thường xuyên ăn sẽ có tác dụng lớn như làm giảm huyết áp, giảm mỡ. Điều quan trọng nhất là nó có thể phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, vỏ củ cải trắng cũng có tác dụng trong việc giảm ho, long đờm, rất hiệu quả nữa đấy. Thế nên cô bác đừng lãng phí nhé. Thứ ba, đó là vỏ của quả cà tím. Có người khi ăn cà tím cũng vứt bỏ vỏ, bởi vì vỏ cà tím dày và thường chứa thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, vỏ cà tím cũng có giá trị dinh dưỡng nhất định. Theo các nghiên cứu, chúng có tác dụng chống ung thư rất tốt. Các nghiên cứu đã tìm thấy chất chống ung thư trong vỏ cà tím rất mạnh. Hiệu quả chống ung thư của vỏ cà tím thậm chí còn được cho là mạnh hơn cả chất interferon trong thuốc chống ung thư. Phần vỏ cà tím cũng chứa một lượng lớn vitamin B. Chất này sẽ kết hợp với vitamin C, tạo nên quá trình trao đổi chất tốt cho cơ thể. Thứ tư là vỏ táo. Kết quả nghiên cứu cho thấy vỏ táo có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả, bởi trong vỏ táo chứa rất nhiều thành phần có thể chống ung thư vú, ung thư phổi, ung thư ruột kết. Hơn nữa, những chất dinh dưỡng này có tác dụng hỗ trợ các tế bào kháng ung thư sản sinh thuận lợi. Nhưng đáng tiếc là nhiều cô bác lại thường bỏ đi phần vỏ này, làm như thế là lãng phí lắm đấy cô bác ạ. Trong làm đẹp, táo giúp làm sạch mảng bám ở gốc răng một cách tự nhiên. Chúng cũng giúp tẩy những đốm vàng trên răng. Ngoài ra, vỏ táo chứa pectin giúp kiểm soát cholesterol và giúp cân bằng lượng đường huyết. Tuy nhiên cô bác cũng cần chú ý là các nhà khoa học khuyến cáo không nên ăn táo và vỏ táo không rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh tình trạng ngộ độc do các loại thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng gây ra. Và cuối cùng là vỏ dưa chuột. Nhiều cô bác khi ăn dưa chuột thì thường bỏ hết lớp vỏ bên ngoài đi, rửa sạch càng tốt. Nhưng làm như thế thì cô bác đang lãng phí những chất dinh dưỡng quý giá đấy cô bác ạ. Vỏ dưa chuột có khả năng giải nhiệt cho cơ thể. Ăn dưa chuột cả vỏ sẽ giúp bạn hấp thụ vitamin C có trong dưa tốt hơn. Chất nhựa trong vỏ dưa cũng giúp tăng cường chức năng giải độc cho cơ thể. Vỏ màu xanh của dưa chuột có chứa acid glycogenic và acid caffeic, có thể kháng khuẩn, chống viêm và kích thích vai trò của bạch cầu. Những người thường xuyên bị đau họng có thể dùng vỏ dưa chuột làm thuốc rất tốt. Thời lượng của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô bác thấy những thông tin mà Sống Khỏe Mỗi Ngày mang đến có bổ ích và thú vị không ạ? Cô bác đừng quên để lại ý kiến đóng góp, đánh giá cho Sống Khỏe Mỗi Ngày bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Cô bác cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập của kênh và chia sẻ những thông tin hữu ích này đến những người thân yêu của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.